3. Tà kiến về cái không phải thường mà cho là thường Kinh văn Hiệu thiện nam tử cùng chư hành không dĩ diệt sanh diệt Nhi ư tịch diệt tinh diệu vị viên Việt dịch lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành Đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt Giảng lại nữa, Thiện Nam Tử ấy đã quán sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa hành giả người đang tu tập định lực đã phá trừ được hành ấm, quán sát cùng tổ tánh không của hành ấm, đã chấm dứt hẳn ý niệm niệm tưởng sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt, anh ta chưa hoàn toàn đạt được niềm vui tịch diệt. Kinh văn. nhược ư sở quy hữu sở quy y tự nghi thân tâm tòng bỉ lưu xuất thập phương hư không hàm kỳ sanh khởi tức ư đô khởi sở tuyên lưu địa tác chân thường thân vô sanh diệt giải tại sanh diệt chung tảo kế thường trụ ký hoặc bất sanh diệt mê sanh diệt an trụ trầm mê, sanh thắng giải giả, tị nhân tác đoạn, thường phi thường chấp, kế tự tại thiên, thành kỳ bạn nữ, mê Phật bồ đề vong thất tri kiến. Việt dịch nếu lúc quay về thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ nơi ấy sinh ra, mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi, ngay nơi chỗ sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh diệt, ở trong sinh diệt, vội chấp là thường trụ, chẳng những mê lầm tánh bất sinh mà còn mê lầm tánh sinh diệt, chìm đắm trong mê lầm mà sanh kiến giải thù thắng, người ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường, thành ra bè đảng với tự tại thiên, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, lạc mất tránh tri kiến rằng nếu lúc quay về thấy có chỗ sở quy tự nghi thân tâm mình từ nơi ấy sinh ra nếu hành giả xem việc quay về của mình như là có một nơi trốn để nương tựa có một mối nghi ngờ phát sinh trong tâm hành giả thì hành giả sẽ nghi thân tâm mình từ nơi ấy mà sinh ra vọng chấp ở trước là chính mình đã sinh ra tất cả các loài chúng sinh bây giờ hành giả nghĩ rằng mình lưu suất từ nơi mà mình quay về nương tượng. Mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi, mười phương hư không cũng từ đó mà sinh khởi. Hành giả có kiến giải rằng nơi sinh ra tất cả là cái thân chân thường không sinh không diệt nơi đó là nơi nương tựa mà hành giả quay về anh ta tuyên bố rằng chẳng còn có gì can dự trong sanh tử tại sao anh ta nói như thế vì anh ta đã bị nhầm lẫn trong kiến giải cố chấp sai lầm của anh ta ngay nơi chỗ sinh ra tất cả đó cho là cái thể chân thường không sinh diệt ở trong sinh diệt vội chấp là thường trụ trong khi vẫn còn thức là đối tượng trong sinh diệt mà vội chấp là thường trụ hành giả suy đoán rằng thức ấy là vĩnh cửu bất biến chẳng những mê lầm tánh bất sinh mà còn mê lầm tánh sinh diệt chẳng những hành giả mê lầm tánh bất sinh mà còn mê lầm cả tánh sinh diệt nữa vì hành giả không hiểu được đạo lý bất sinh nên cũng không được thông suốt đạo lý sinh diệt chìm đắm trong mê lầm trở nên chấp trước vào cảnh giới này không rời ra khỏi được dụng công tu tập ngay nơi điểm này nên thực sự chìm sâu vào trong mê lầm chìm đắm trong mê lầm mà sanh kiến giải thù thắng người ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường nếu cho rằng đây là một loại kiến giải thù thắng là rơi vào kiến chấp cái không thường hằng trở nên thường hằng nếu hành giả cho kiến chấp ấy là đúng đắn có nghĩa là trên sự chấp trước còn gắn thêm một niệm chấp trước nữa trở nên chấp rằng tất cả đều là thường hằng trong khi nó chẳng phải là chân thường thành ra bè đảng với tự tại thiên mê lầm tánh bồ đề của chư phật lạc mất tránh chi kiến không còn trí tuệ chân tránh nữa